Không hiểu Thắng có việc gì, trưa nắng như thế này gọi mình sang gấp thế không biết. Thắng à, anh Thắng đâu? Thắng có việc gì mà gọi anh sang gấp thế? Em cũng không biết được, hai anh em mình thử sang mời anh đấy xem đi. Thử xem nào. Đây, vào đây nhanh nhanh. Khiếp, gọi sang từ bao giờ bây giờ mới tới? Đây. Thấy gì chưa? Con cả heo biết bay. Không phải đây này. Đây á. Ôi, con chó. Sao anh Thắng to con chó thì mà đen xì này? Không phải đây này. Cái to to như này, lù lù vào mặt này, không xem thì xem cái gì? Khổ quá, xem hai cái con em gì cất xuống dưới này. Đây này, đây nữa này và đây nữa này. Anh Hải đã biết con gì chưa? Con gì nhở? Anh không biết con này là con gì luôn. Ôi giời ơi, chị Nga biết con này con gì chưa? Em chẳng biết con gì. Anh Hải và Hà Nga không biết cái con này là con gì nữa. Nào. Ôi, sao đây? Hai cái ông này, đấy đâu đây? Ừ, anh ở bên kia. Bên này cơ mà. À bên này à? Bên này. Nào. Rồi. Đẹp chưa? Đây, có cả hình Doraemon luôn. Thấy hình Doraemon là đã biết là của Thắng TT rồi. Ui dồi, sao mà nặng thế? Mấy trăm cân đấy. Ui dồi. Ôi, như thế này, cái đồ của anh Thắng sắp vỡ rồi hay sao ấy? Vỡ cái gì vỡ, đấy là người ta thiết kế như thế đấy. Em cứ đợi mà xem. Yeah. Đấy, thấy chưa, bây giờ anh Hải đã biết nó là cái gì chưa? Zombie không đầu. Thôi, thế lắp thêm cái đầu cho anh Hải chiêm ngưỡng nhá. Ui dồi. Yeah. Thấy chưa? Ghê chưa? Thế nhưng mà anh vẫn chưa biết con gì đây. Cổ quá, anh Hải không xem TV bao giờ sao ấy. À, em biết con này là con gì rồi, con này là con Sulu. Ai mà là Son Goku, đây là Vegeta. Nhìn đây này, Vegeta. Ôi anh Thắng ơi, nhưng mà ở đây nó cứ thiếu cái gì ấy. À quên mất, nó thiếu cái đầu rồng nữa. Anh Hải tìm em cái đầu rồng xem nào, nó có đây không nào. Đầu rồng ạ? Đây. Ôi giời, đây là chân rồng này. Cái đầu rồng đây. Đây mà em lắp cho, để vào đây phải không anh Thắng? Đúng rồi, đấy, wow. Còn cái chân rồng nữa. Đây. Rồi, mấy bạn nhìn thế này chất chơ chưa à? Nó còn có đèn nha, nhưng mà Thắng chưa cắm đèn vào thôi, hôm nào cắm đèn sau. Cũng ra gì đấy? Nào. Anh chụp cho em kiểu anh nào. Chính à, đứng đây. Nào, anh Hải đứng đây, chụp anh. Thế nó mới chất, đấy. Nhưng mà không có tay hả? Chưa, không có tay, cái này chỉ là mô hình của đầu thôi. Nào, chụp cả ba luôn nhá. Chụp cả đây nào. Nào. 1, 2, 3. Cho chị Nga chọn trước, ưu tiên chị Nga luôn. Đâu, để xem nào. Nhanh lên em ơi. Đi đây, đâu? Em chọn cái này trước. Gần em nhất. Rồi, chị Nga lấy hộp, anh Hải lấy hộp nào hay để em chọn nhé. Lấy hộp, hộp gần Thắng đi. Anh sẽ lấy hộp này. Còn cái hộp này nó là của em. Nào, xem nào. Xem của Nga là hình gì nào. Nào, hình gì nào. Nào, mau lên nào. Lắc thì lắc chỉ là hình như thế thôi. May mắn hơn được đâu. Này, lắc luôn. Ôi. Hình gì đây? Hình gì đây? Trời ơi, hình gâu rồi. Ui. Anh Thắng đổi cho em đi. Mấy bạn xem phim này biết nha, cái hình gâu là hình khó nhất. Anh đổi cho em đi. Không. Anh Hải đổi cho em gì đi. Mà đổi. Anh không đổi đâu. Anh xem hình gì đã. Nhớ đầu của anh là hình cái cây sao? Cầu mong hình của anh Hải mở ra là hình ngôi sao. Ngôi sao. Sao cái đầu em? Sao cái đầu chị Nga ấy? Đúng rồi, sao cái đầu Hằng Nga ấy? Sao ngôi sao? Ui, tại sao lại là ngôi sao này? Chắc không phải ngôi sao đâu. Có một cánh, Hằng Nga có một cánh. Thì chắc chắn là ngôi sao rồi. Còn lâu nha. Thấy chưa, may quá là hình tam giác, chứ nó mà là ngôi sao hai đứa cười anh thối mũi. Quá Thắng là cái gì sao nào? Hình gì xem này, từ từ bình tĩnh nhỉ. Hình con ong. Anh Thắng phải là hình con ong. Đúng rồi, phải là hình con ong, hình khó nhất. Ở trong Squid Game làm gì có con ong mà trong này có con ong được. Nhưng mà lần này là con ong. Con ong. Giữ từ từ đi, hai anh nói hơi bị nhiều đấy, Nga Hằng Nga nói như thôi. Con ong. Con gì? Ủa? Con gì? Nga thấy con gì chưa? Ui. Ngôi sao. Đáng đời Thắng. Nhưng mà hình ngôi sao của anh Thắng vẫn dễ hơn hình cái ô của chị. Kim của em đây, Kim này đâu? Đây, Kim anh đây. Kim của đâu? Chị đây. Ê, sao lại Kim to thế này? Chính là chị ăn gian à? Trời. Ăn gian cái gì mà ăn gian, hộp của chị nó có cái này sẵn rồi đấy. Mới cả của chị cái ô nó khó như thế này thì chả cái kim dài. 1, 2, 3. Bắt đầu. Của anh ấy đấy làm nhá. Ai nhanh hơn, ai tắt nhanh hơn thì người đó mới chiến thắng nhá. Lắm, tưởng dễ cơ. Thì nó khó thì nó mới lên TV chứ. Ui, nếu như mà không tách được thì có bị bắn của anh Thắng nhỉ? Có. Thế thì chị Nga đã là ngồi thua cuộc, mấy bạn nhìn này. Trời ơi, 1 mảnh, 2 mảnh, 3 mảnh, 4 mảnh. Mảnh thứ 5, mảnh thứ 6 đâu rồi? Đây, mảnh thứ 6 ui. Đây. Tới lượt anh Hải xem nào, anh Hải hình tam giác. Anh tam giác. Trời ơi, chị không ngờ là cái kẹo này nó khó đến như vậy luôn. Chị đọc ấn mạnh một cái mà nó vỡ toang luôn mà. May quá, có một thí sinh đã bị loại từ vòng đầu. Ui. Yeah. Còn lâu nha. Rồi. Tí nữa. Anh Hải giỏi thế. Anh cũng không ngờ phát đấy là bị vô tình ấy. Vỡ đi em ơi.
của anh Hải. Còn lâu nhá. Anh Hải để em làm hộ. Ta chứ anh Hải để cho em làm hộ một lần. Thôi thôi, anh Hải lại sai lầm rồi, anh Hải lại sai lầm rồi. Chị Nga làm còn chưa có phải đợi bây giờ. Kìa. Quá lên em. Đấy, của anh Hải dễ nhà quen đâu phải kẹt đúng ba đường là xong. Ừ, sướng nhỉ. Ấy thế mà gãy một cái là toang ấy. Nhưng mà đây là của anh Hải dễ như thế thì anh Hải chả tách được. Có đúng 3 đường gạch xong 3 đường tam giác là xong. Ừ thế của anh thắng đi. Đây này, của anh mới gọi là khó này. Ai bắt chị Nga dùng cái kim to này chả không được. Đợi anh thắng cố lên nhá. Nếu như lần này thắng mà cũng làm vỡ cho mình 9 điểm nhá, mình phải là 10 điểm. Người thật việc thật, các bạn lần này không thể gian lận với chị Nga xinh đẹp hay là thắng TT mà các bạn yêu quý nữa. Chị Hằng Nga xinh đẹp nên em cho 10 điểm. Em thích anh thắng nên em cho anh thắng 9 điểm. Còn anh Hải 2 điểm. Ui. Ôi này, tí thế này có sao không? Sao một cái sao không sao, đúng hình của nó luôn. Ừ đúng hình. Là nhẹ nhàng châm trước cho qua. Tạm chấp nhận. Ui. Quá ghê. Ui, chị Nga đi kiểu gì đây? Thôi xong. Vỡ rồi. What? Đi tới đây thôi, nhìn thấy thẳng Hello Kitty. Giết đi trong nhà Hello Kitty. Là đã biết đây là phòng của chị rồi. Các em đi vào đây. Phòng của chị đâu cũng là đồ Hello Kitty luôn. Bình nước Hello Kitty, quạt cầm tay Hello Kitty, móc treo chìa khóa Hello Kitty, máy bán nước tự động Hello Kitty, hộp bút Hello Kitty, kẹo xe đạp Hello Kitty, lịch Hello Kitty, đồng hồ Hello Kitty. Chưa hết đâu, đi sang bên này, bàn trang điểm của chị, ngăn kéo Hello Kitty, hộp đựng Hello Kitty, quả lô Hello Kitty, gân Hello Kitty, bảng nháp Hello Kitty. Trong phòng này của chị giờ chỉ có cái giường này là chưa phải Hello Kitty thôi. Nhưng mà bây giờ chị sẽ biến nó thành Hello Kitty nha. Ê, sao chị Nga dám lấy cái thảm Doraemon của Thắng nhét vào trong này thế này? Hay lắm, Thắng bắt quả tang chị Hằng Nga dám lấy cái thảm chùi chân Doraemon của Thắng vào đây để lau chân, làm nó bẩn nhem hết cả rồi đây này. Hằng Nga, anh bắt đèn em dám lấy cái thảm chùi chân Doraemon của anh vào lau chân, bây giờ nó bẩn nhem như này, em phải đi giặt cho anh. Em biết đâu được ý, cái thảm Doraemon của anh nó biết bay hay sao ấy, nó tự chui vào đây chứ em có lấy đâu. À đúng rồi các bạn ơi, chị còn có thảm Hello Kitty nữa. Đèn tay lai anh để ở mãi trong kia nên là chị không nhìn thấy. Không phải đâu, đấy là chị Hằng Nga lấy thảm Doraemon đang dùng, cất cái thảm Hello Kitty đi để cho đỡ bị bẩn đấy. Bây giờ thảm Doraemon đang bẩn hết sạch rồi mà thảm của chị Nga vẫn sạch như là mới. Sẽ phải cất hết tất cả các đồ chân ga gối đệm cũ đi để chị giải đồ Hello Kitty mới ra. Nhưng mà anh Thắng phải dọn hộ em cơ. Đây là phòng của em cơ mà, anh chỉ đứng đây xem thôi chứ anh làm sao mà dọn hộ em được. Thôi được rồi, là tình em là con gái này, đây dọn đi cô trước. Anh Thắng, sao anh bảo anh dọn cho em mà anh lại đánh em? Thế mà lại bảo là dọn hộ em. Thắng à, em nhìn đây này, bây giờ anh sẽ giúp em dọn cái chăn này cực kỳ là nhanh luôn. Ui giời, gấp vào là xong chứ còn cách gì nữa. Đấy các bạn thấy chưa, cái cách của Thắng có nhanh không? Vỡ bông rồi. Dập bông em rồi đấy, anh như thằng điên ý. Rồi, các em nhìn đây này. Ghê chưa. Ui. Anh Thắng thấy xịn không? Cháu mấy bạn ơi nhìn này, thảm chùi chân Hello Kitty của chị Nga đẹp tuyệt vời luôn. Không phải, ga giường Hello Kitty của em đấy. Wow, đây chị Nga, chị Hằng Nga, nào, chị giải đây. Các bạn ơi, nhưng mà Hằng Nga giải ngược rồi. À, cái này không phải đâu, cái này là chăn, đây mới là cái ga nè. Cái chăn gì sao lại mỏng như này? Chăn mùa hè chỉ thế thôi, còn đây là hai cái gối của nó. Xem nào, đây là cái gối Hello Kitty. Ui, đây cũng là cái gối Hello Kitty, nhưng mà hai cái gối giống nhau thế. Khác nhau. Đâu? Giống đâu, cái này là nó được cả người này, còn cái này chỉ được một nửa thôi. Thế Hằng Nga giải thích thế có đúng không nhở? Rồi Hằng Nga, bỏ hai cái này ra, bây giờ là giải cái tấm thảm này xuống này. Thảm cái gì mà thảm, đập cho anh Thắng phát bây giờ. Đi ra đi để em làm. Wow, các em nhìn nè. Ui, 1 Hello Kitty, 2 Hello Kitty, 3 Kitty, 4 Kitty, 5 Kitty, 6 Kitty, 7, 8, 9, 10. Anh Thắng thấy của em có nhiều hình Hello Kitty không? Nhưng mà tổng cộng là chị Nga có bao nhiêu hình Hello Kitty đây, anh đếm nhầm rồi. Nhiều quá chị còn không đếm được ấy. Ôi, chị Nga châm gió, nhiều cái gì mà nhiều, anh vừa đếm xong, có 10 hình Hello Kitty. Chỉ là những con Hello Kitty có màu thôi, đếm sơ ra, nó phải 100 hình đấy. Nhờ mấy bạn ơi, Thắng độc nhìn mấy cái hình Hello Kitty lỗi ấy, có đâu mấy cái hình Hello Kitty mà chìm người ta không tô màu ấy. Công nhận nó nhiều thực sự luôn, chỗ này phải mấy trăm hình luôn ấy. Và đây là chiếc giường Hello Kitty của chị. Yeah. Bây giờ chị sẽ lồng gối Hello Kitty. Sẽ bỏ gối cũ màu xanh này ra để đội lên đó anh Thắng. Ok. Hằng Nga, bật điện lên rất tối này. Bật điện lên tối thế nhở? Ui trời ơi, chị Hằng Nga làm kiểu gì đấy? Cứu em. Đấy, đã xong một chiếc gối Hello Kitty. Ê nhưng mà Hằng Nga, anh nhìn thấy này. Ui, đây mà là Hello Kitty à? Hello Kitty gì mà bị mất một mắt xong rồi lơ còn bị mất một lửa đây, này. Đây. Hello Kitty đây, được chưa? Hằng Nga vẫn còn một cái nữa à? Để cho anh lồng cho. Tưởng gì chứ lồng gối anh lồng một phát là xong luôn. Đã xong gối Hello Kitty. Nhưng mà sao cái nhìn gối Hello Kitty này của Thắng lồng nó cứ mờ mờ nhạt nhạt thế này nhở? Trời ơi, anh lồng mỗi ngược chứ còn sao nữa. Anh nhìn cái gối em lồng đây này, nó phải như thế này chứ. Đúng là anh Thắng không được cái việc gì. Đã xong chăn Hello Kitty.
À, kêu 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 thằng à, kêu sao lại mất điện à? Cái gì sao lại mất điện? Kêu 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 tao. Đây anh Tám ơi, đây. Té tê lên. Các em nhìn này, đây là chiếc giường Hello Kitty của chị. Các em thấy nó có đẹp không? Còn đây nữa, các em có biết đây là cái gì không? Đây là cái gì đấy chị Nga ơi? Sao đây. Nó lại thế? Sao nó quay? Nó chả là cái gì luôn này. Từ, cái này để chị dán tường, chị mở ra cho mà xem. Chị Nga làm cái gì đây? Bỏ toàn những cái gì ra mà thằng nhìn chả giống cái gì luôn. Tèn tê lên. Anh nhìn sơ qua thôi là đã thấy chữ Hello Kitty. Thằng thấy mẫu chữ Hello Kitty thôi, nhưng mà không thấy cái con Hello Kitty đâu. Cũng không thấy màu hồng hay màu gì cả, toàn màu vàng với cả màu trắng rồi. Chị Nga định lừa ai? Chị Nga làm cái gì đây? Anh Thắng đúng là quê. Đây là trái tim của Hello Kitty. Người ta đã bọc một lớp để bảo vệ rồi này. Bây giờ em phải xé ra thì sẽ thấy màu hồng của Hello Kitty. Đây là trái tim Hello Kitty. Anh Thắng nhìn thấy chưa? Bóc tất cả những lớp giấy ra thì nó sẽ được như thế này. Một lúc nữa chị sẽ dán lên tường. Tên, chị vừa trang trí xong tường Hello Kitty. Đây là cái bể cá, còn đây là mấy cái khung tranh nhá. Lúc nào chị sẽ để ảnh vào đấy. Đây là Hello Kitty mẹ, đây là Hello Kitty con, đây là chữ Hello Kitty. Các em có thấy chị dán giống trong hình không? Giống phải gọi là 99% luôn đấy. Giam lấy cái thảm chủ chân Doraemon của Thắng. Đã đây, ai vô phòng chơi còn biết mà chùi chân đấy chứ. Đây là dép Doraemon. Nhưng mà đi vào phòng của Thắng là phải để dép ở bên ngoài. Rồi, bây giờ là vào phòng của Thắng này. À các bạn nhớ nhá, vào phòng sau là nhớ phải đóng cửa. Bây giờ là mới trang trí cho bạn xem phòng Doraemon của Thắng. Vào phòng của chị Nga thì toàn đồ Hello Kitty. Vào phòng của Thắng thì toàn đồ Doraemon thôi. Thùng rác Doraemon. Nhưng mà cái thùng rác này không phải là để đựng rác đâu, mà là đựng toàn đồ chơi Doraemon. Ống hút này, nói chung tất cả các đồ Doraemon, gương Doraemon, khẩu trang Doraemon, cái gì cũng Doraemon. Và đây là két sắt đựng tiền Doraemon của Thắng. Để ở đây, đàn Doraemon, quạt Doraemon, đánh đàn Doraemon nữa, bình xịt nước hoa Doraemon. Nói chung là tất cả các đồ Doraemon của Thắng là các bạn cũng biết hết rồi. Chỉ có cái giường này của Thắng là nó hơi bị cùi bét thôi. Nhưng mà không sao, bây giờ Thắng sẽ trang trí gối Doraemon. Mấy bạn đã nhìn thấy Doraemon chưa? Đây là gối dài Doraemon. Còn đây là cái ga trải giường Doraemon. Ơ, nhưng mà cái bộ Doraemon của anh Thắng nó cứ nhạt nhẽo kiểu gì ấy nhỉ? Đấy là anh chưa lột ra thôi, đây là đang là mặt trái. Thằng Nga nhìn thấy này, thấy chưa? Lột ra phát nhìn nó khác hẳn luôn, màu sắc nó sặc sỡ như này nữa. Sặc sỡ như thế nào nhưng mà cũng không bằng Hello Kitty của chị đâu. Đã trải xong giường Doraemon, mấy bạn nhìn thấy này. Sao gì đấy? Quá là tuyệt vời, bây giờ còn gối Doraemon nữa. Nhưng mà gối gì mà dài như này hả anh Thắng? Gối này vừa dùng để gối đầu lại vừa cả ôm nữa như này này. Đây, bây giờ là tao sẽ lồng cái vỏ gối này vào cái gối dài này. Đây nha, đây có sợi dây. Kéo vào là xong. Kéo vào là xong, còn đầu bên này nữa. Như vậy là đã có gối Doraemon. Đặt xuống đây. Đã xong giường Doraemon của Thắng rồi. À, Thắng vẫn còn nữa. Ê, gấu bông Doraemon to chưa? Nhưng mà giường của anh Thắng kiểu gì mà không có chăn à? Hằng Nga không biết bây giờ là mùa gì à? Bây giờ đang là mùa hè thì làm gì phải đắp chăn? À như chị Nga, mùa hè lại còn giải cái chăn bông giấy bịch Hello Kitty để đắp, có mà chất nóng vắt cả da lước à? Ui trời ơi, đúng là cái đồ phòng không có điều hòa thì nói ra đi. Phòng của em có điều hòa, đắp 10 cái chăn còn được ấy. Ui trời, điều hòa, anh đắp một cái, chục cái còn được, chỉ có anh không thích thôi. Tại vì là anh đã có quạt Doraemon rồi. Mát như thế này, tội gì phải bật điều hòa xong mà đắp chăn như thế này tốn điện ra. Thôi, chị Nga giữ trật tự đi. Nhìn thế này. Hình dán tường Doraemon, nó có màu sắc đàng hoàng. Anh nhìn thôi chị Nga, bỏ ra, chả thấy cái màu gì, toàn thấy là một cái màu giấy thôi. Thế cái gì đây? Đây không phải là giấy thì là cái gì? Cái của anh cũng giống cái của em còn gì nữa. Thế còn cái gì đây? Hình dán cái gì mà như cái chăn thế này? Đúng rồi, đây là cái chăn Doraemon. Thắng nhớ rõ ràng là nó mua trên mạng, người ta ship cho đầy đủ chăn cả gối rồi. Thế mà lúc lấy không thấy đâu. Anh này không biết gì à? Cái này là cái mông của Doraemon mà. Ai bảo thế? Đây là con Doraemon nó đang chạy nhảy. Đây là chân thân nó này, thấy chưa? Nó đang chạy nhảy như này chứ. Anh không phải cái, anh nhìn thế này. Cái này là cái mông của con Doraemon. Cái này là cái chân của nó. Cái này là cái đuôi của nó này. Đây, anh nhìn xem khớp chưa? Nhỉ, nhìn nó có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mà đây là Doraemon của anh mà, anh thích dán nào dán chứ. Nhưng mà anh không biết gì, anh ngờ lắm. Dán anh phải dán là thôi nha, chứ không phải là dán phá ấy đâu. Ui giời ơi, đấy, vừa mới nói xong chưa cả dứt câu mà đã phá mất của Thắng rồi. Mấy bạn ở nhà có phải tự lồng chăn không? Lồng chăn là cái công đoạn khó nhất, giải gam cả lồng gối là còn dễ. Ui giời ơi, mới bảo xong mà đứt luôn một sợi chỉ rồi. Bước cuối cùng là kéo khóa. Đã xong chiếc gối Doraemon. Ủa,
Nhưng mà cái gối Doraemon của anh Thắng bị mất đầu rồi này. Mà cái gối này của anh Thắng kiểu gì, không có cả khóa lói hết cả cái lói gối này ra. Đéo cái gì mà đéo, người ta thiết kế như thế này thế chưa, xong tí nữa là đi ra lấy kim khâu lên cho nó kín. Em có biết người ta làm như thế để làm gì không? Để cho xấu hơn Hello Kitty của em chứ còn làm gì. Ai bảo thế, để cho chi phí rẻ, mất ít tiền để mua bộ Doraemon này hơn. Tên tên, và đây là Doraemon đang làm ngắm con bướm với cả ngắm cầu vồng nữa. Nó ngắm chán xong rồi bắt đầu là nó lại hát ra mấy cái lốt nhạc này này. Này. Hát xong thì lại có máy bay nó bay qua. Thế là đã hết một ngày của Doraemon. Doraemon ngủ cùng với Thắng luôn. Tên tên. Nói tóm lại là đây là phòng Doraemon của Thắng. Chị Nga Hello Kitty không được vô trong này. Rồi thì bây giờ các bạn nhớ chấm điểm phòng của Thắng hay là phòng của chị Nga đẹp hơn. Phòng của Thắng được 10 điểm hay là phòng của chị Nga được 9 điểm. Nhớ comment xuống dưới nha.